Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình có một cái đề tài, đó là như các bạn cũng đã chắc cũng đã thấy là trên YouTube sáng hôm nay hoặc là trên các trang báo sáng hôm nay là đã thông báo đó là việc VinFast đã kêu gọi thu hồi 999 chiếc xe của đợt xe đầu tiên được chuyển vào Mỹ để khắc phục cái lỗi là bị mất màn hình khi đang lưu thông hoặc là đang đậu. Thì kể từ khi mà VinFast có thông tin là sẽ bán xe ra thị trường của nước ngoài và đặc biệt là ở Mỹ và Canada, thì mình không hiểu tại sao thương hiệu VinFast nó lại làm cho người Việt Nam, người cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, hay nói chính xác hơn là tại Mỹ, nó chia rẽ đến như vậy. Họ đăng đàn, họ chê bai, họ chửi rủa, họ nguyên rủa hãng xe VinFast, đều rất là buồn. Và từ đó cộng đồng Việt Nam dường như là bị chia rẽ. Mình thấy rất là tiếc. Một thương hiệu của Việt Nam được vươn tầm ra thế giới nhưng bị chính người Việt Nam mình dù dập, thì đôi lúc mình cũng cảm thấy không hiểu được. Trong khi chính họ là những người đang nói tiếng Việt, đang mang trong mình một dòng máu Việt, thế nhưng lại phản lại quê hương của họ, hay nói chính xác hơn là phản lại một cái thương hiệu của cũng chính là người Việt Nam mình tạo nên. Mình chưa thấy một cái cộng đồng nào như thế, mình chưa bao giờ thấy là một cái cộng đồng Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Đức hay là Anh họ đi đăng đàn để họ chê cái hàng xe nào đó mà của đất nước họ làm ra. Mình chưa thấy cái điều đó xảy ra, nhưng trong cộng đồng người Việt mình thì hàng ngày đang xảy ra, và họ làm rất là tích cực. Họ chờ mong cái xe VinFast có những cái lỗi lầm nào đó, có những cái trục trặc nào đó để mà họ tích cực họ đưa tin, phỉ báng. Theo như mình cảm nhận của mình thì nếu mà một con người mà đi phản lại cái quê hương của mình thì thật là đạo đức của họ rất là kém. Đương nhiên họ có quyền họ chế, họ có quyền họ không thích, không ủng hộ, không mua, vân vân, ai cũng có một cái quyền đó, đúng không ạ? Thì họ hoàn toàn có cái quyền đó mà không ai nói cái gì, chắc chắn là sẽ không ai có ý kiến gì. Nhưng để chà đạp, để phỉ báng một cái thương hiệu của quê hương họ thì đều rất là đáng buồn. Với cái lần triệu hồi này của VinFast thì theo mình nghĩ thì đó cũng là một chuyện rất là bình thường. Khi mà mình nghĩ là xe VinFast không sớm thì cũng muộn cũng sẽ có những cái lỗi và cũng phải triệu hồi, không có làm sao mà tránh khỏi. Mình đã từng rất là chạy qua rất là nhiều xe rồi, cho nên mình biết, hơn 20 năm nay mình biết là xe triệu hồi rất là bình thường, thậm chí là những cái lỗi còn tai hại hơn, những cái lỗi có thể gây chết người họ cũng phải triệu hồi. Đó là điều đương nhiên. Chẳng hạn như là tháng vừa rồi Tesla đã triệu hồi hơn 1 triệu xe về những cái lỗi.
lỗi kỹ thuật có thể dẫn tới mất an toàn, đó là đương nhiên. Hoặc là hãng xe Genesis mà mình đang sử dụng cũng vừa chịu hồi để sửa những cái lỗi của dây an toàn. Nói chung là rất là nhiều lỗi mà một hãng xe có thể gặp, và họ nhận thức được cái điều đó, và họ thu hồi để họ sửa chữa, thì đó là một điều rất là bình thường, và VinFast cũng không ngoại lệ. Điều quan trọng là họ nhận thức được đó là cái lỗi, và họ sửa chữa nó một cách kịp thời, thì đó là một chuyện rất là bình thường đối với một cái hãng xe. Thế nhưng mà những cái anh chàng YouTuber, những cái nhà báo, họ như là bắt được vàng. Khi mà họ có được những cái thông tin đó thì họ tiếp tục chiều dập hãng xe VinFast. Thật là đáng buồn. Thật là đáng buồn cho những người nói tiếng Việt lại làm những cái việc đó. Nếu bạn không thích, không ủng hộ thì thôi, không ai ép bạn phải đi mua cái xe VinFast, phải nhìn nó. Nhưng mà rõ ràng là họ đang, theo mình nghĩ là họ đang sống nhờ cái tên VinFast. Hằng ngày họ nói về chiếc xe VinFast để họ được những cái lượt view, họ được những cái lượt ủng hộ từ những cái con người chính giống như họ. Thì mình nghĩ mình đang sống nhờ VinFast đó, nhưng mà mình sống bằng cách là mình nói xấu nó, mình hạ bệ nó. Thì ông bà mình có nói mà, ăn cái nào gào cái đó. Nhưng mà những người này thì khác, họ dùng cái cách là họ làm sao cho cái cây đó nó thật xấu để mà họ sống. Rất là đáng buồn, phải không ạ? Rất là đáng buồn. Họ làm cộng đồng bị chia rẽ chỉ vì mục đích cá nhân của họ, đó là họ được lợi. Thật là buồn, thật là đáng để suy nghĩ cho những người có đạo đức như thế. Đấy, thôi thì mình hy vọng là các anh chị có làm YouTuber thì mình cũng nên có một cái tâm, cái gì có nói có, cái gì không nói không, đừng bươi móc, đừng xới bới lên để làm cái gì. Dẫu sao thì đó cũng là một cái sản phẩm của quê hương anh chị làm lên. Đừng vì một cái thù hận cá nhân nào đó mà đi làm những cái việc mà mình nghĩ là rất là mất đạo đức. Rồi thù hận ganh ghét với nhau thật sự là không đáng. Nếu như các anh chị thù hận vì chế độ nghĩ là cũng không nên, bởi vì đất nước nào cũng vậy, chiến tranh là một bất hạnh cho cái dân tộc. Nếu mà một cái dân tộc nào đó mà không may gặp phải chiến tranh thì rõ ràng đó là bất hạnh của dân tộc và mất mát. Mất mát thì cả đôi bên đều mất mát, chứ không riêng gì bên nào. Nếu như các anh chị hận thù một, vậy thì bao nhiêu gia đình ở Việt Nam phải đau khổ. Theo như mình biết thì chiến tranh Việt Nam thì những người cộng sản Việt Nam mất còn rất là nhiều so với Cộng hòa Việt Nam. Thì vậy thì đau khổ nào cũng là đau khổ, nhưng mà rõ ràng là chính họ ở Việt Nam họ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.
Nhưng quá khứ là quá khứ, chúng ta cũng không nên xới móc nó lại để hận thù, để truyền lại cho các đời sau để làm gì. Thì dẫu sao chúng ta vẫn là những người Việt, vẫn là những người nói tiếng Việt, vẫn mang trong mình một dòng máu Việt. Thì làm như vậy nghĩ là không đáng tí nào. Mình rất mong là người Việt Nam mình sống hòa nhập với nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn, để tạo nên một cái cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài nó lành mạnh, nó càng ngày nó càng phát triển, nó càng ngày nó càng mạnh. Chứ cái chia bày sẽ nghe như thế này thì thật là đáng tiếc. Các thế hệ mình cảm nhận được là các thế hệ sau này cũng không còn đoàn kết gắn bó. Thì cũng chính vì những cái thế hệ trước đã truyền dạy lại nên đó là một điều cũng rất là đáng buồn. Thôi hôm nay trời cũng rất là đẹp, thì mình cũng dẫn mấy đứa nhỏ đi vòng vòng để mà mua một tí xíu đồ. Sẵn tiện thì có cái chủ đề đó thì mình cũng muốn nói lên, và cũng hy vọng là những cái người làm YouTube, những cái người làm báo họ cũng có một cái tâm một chút. Tiền đây thì mình cũng nhờ các bạn góp ý là mình đang sinh sống ở Vancouver Island, Canada. Thì mình không biết là các bạn có những cái đề tài nào mà các bạn muốn xem về đất nước Canada, thì các bạn có thể comment cho mình biết để mà mình có thể làm những cái đề tài đó. Cùng với đó, song song thì mình cũng muốn làm một cái những cái hành trình cùng chiếc xe VinFast, và mình sẽ nhận trong tháng 6. Thì nếu mà các bạn có những cái yêu cầu làm về những cái đề tài nào đó hay hay thì mình sẽ cố gắng làm để các bạn cùng xem. Chẳng hạn như là về những nơi có thể đến du lịch, hoặc là bắt cua, bắt cá, săn bắn chẳng hạn, thì mình sẽ cố gắng làm trong cái lúc mà thời gian mình rảnh. Tất nhiên là mình không phải là một người chuyên nghiệp cho nên chắc có lẽ là làm không có hay lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm để mà mang tới những cái giây phút giải trí cho mọi người. Cua, nếu mà có một cái
thiệu cái vùng đất mà mình đang sống cho các bạn.